người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn thiếu từng nghìn. Bài đó là chịu ba người đó. Đây. Không được rồi, cái này để tôi làm, bà đừng có đụng tay vô. Để tôi làm. Vậy thì cái này cái này cũng của anh luôn, để đó. Tôi muốn tự tay tôi làm. Tôi nếm đồ ăn giùm mình nha. Không cần, tôi đang chờ đón một vị khách bí mật, cho nên tôi muốn tự tay tôi vào bếp, tự tay tôi nấu ăn để tỏ tình thân mật đó mà. Tôi sẽ làm cái món đậu hũ lướt gián nè. Đậu hũ lướt gián. Đậu hũ chiên xả. Đậu hũ chiên xả. Đậu hũ kho cà. Đậu hũ kho cà. Đậu hũ tứ xuyên. Đậu hũ tứ xuyên. Và canh đậu hũ non. Canh đậu hũ non. Còn gì nữa không? Còn món tráng miệng. Đậu hũ nóng nước đường. Bà thấy bà sẽ hiểu. Giờ tôi đi ra ngoài chút xíu. Mình đi ra ngoài mình làm cái gì? Rồi đồ ăn như vậy là xong hết rồi đó hả? Đón vị khách thân mật, tôi phải làm đẹp. Làm đẹp. Tỉa tóc. Cạo lông mặt. Rái lỗ tai. Đặt bộ đồ, hôm nay đi lấy. Đặt bộ đồ mới. Đi nha, nhà canh chừng, nhớ không đụng tay vào. Trời ơi, tài à. Dạ, chào gì. Cậu cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà của người đàn ông kiểu mẫu không ạ? Dạ, vậy thì đúng nhà rồi đó. Chắc hay gì là... Tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhà thơ Mộng Mơ. Dạ. Là người mà anh đang hẹn hò đây. Dạ. Trời ơi, dạ. Người trong mộng của anh ấy ư? Hèn gì thay đổi cách kỳ lạ. Con thấy bác Lễ thay đổi một cách đột ngột mà con cũng muốn sáng hồn luôn nha. Dạ, thưa chị, mời chị ngồi. Dạ, mời. Chị ngồi đây đợi một chút xíu, để tôi vào trong rót nước mời chị nha. Chị kết hôn, lần đầu tiên hẹn hò gặp nhau, cho nên tôi hồi hộp quá à. Dạ. Dạ, chị ngồi chơi một chút nha. Dạ. Xin phép ạ, dạ. Tài ơi. Tài đây. Bao lâu nay chồng của dì giấu của dì, rồi bây giờ đã đưa người trong mộng xuất hiện ngay trong căn nhà này, coi dì không ra cái gì hết. Dạ. Dì buồn quá Tài ơi. Con còn buồn dùng dì nữa mà. Bây giờ phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong đời của dì biết thế nào là ghen. Bây giờ mình phải đánh ghen. Đúng rồi, cái này chuyện của ghen nè. Bây giờ mình ra ngoài. Cào nát quả ra. Người ta có khuôn mặt là đúng rồi. Mình cào sao người ta ăn nói được. Đúng rồi. Bây giờ con ra đánh ghen phụ dì đi, xé quần xé áo bà ta đi. Không được. Sao vậy? Con là ông trai, nào giờ tự nhiên ra muốn ghen quýnh là bà phụ nữ, xé quần xáo đâu có được. Đi lại nào giờ á, lẽ còn là bắt ghen con không à. Con chưa ghen bao giờ, nó chưa có kinh nghiệm. Thì biết rồi, kiếm cây đập bà. Không được. Đi tìm đồ gì đó, đừng kiếm cây. Mày phải đi tìm mình suy nghĩ, đi đánh ghen. Không được, phải kiếm cái gì mới được. Anh có phải là người đàn ông kiểu mẫu không ạ? Đúng rồi. Ở khu phố này tôi là người đàn ông kiểu mẫu nè. Ủa mà chị là ai? Sao kêu là chị được em chứ? Em là nhà thơ Lý Thị Mộng Mơ nè. Là người mà anh đang cần tìm đó. Chúng ta hẹn gặp nhau nè. Trời ơi, bác Lễ. Con ngờ bác lớn tuổi rồi. Bác làm những cái điều mà khó coi như vậy, làm tổn thương dì Hạnh lắm. Bác có biết không vậy? Này, tôi tôn thờ anh. Vì tình bệnh, anh bình tĩnh vậy. Bây giờ anh dẫn người yêu trong mộng của anh về. Thế rồi, tôi không ra gì hết. Hèn gì nấu cơm đãi người ta. Trong khi tôi làm vợ của anh chưa một lần nấu cơm cho tôi ăn. Vì nấu mỗi ngày nấu gió gạo ngon tay luôn. Bây giờ ủa đây là cái gì của anh vậy? Đây là vợ của tôi. Đúng rồi. Sao kỳ vậy? Vậy sao anh nói với cháu em là anh chết vợ? Hả? Trời ơi, đừng bình tĩnh gì anh. Bây giờ anh chu cho tôi chết. Để anh rước người ta về. Anh đeo bông nước sợi không? Bác Lễ, bác nói vậy làm tổn thương dì Hạnh lắm. Bác có biết như vậy không? Hai vợ cháu mấy người có bệnh không vậy? Tự nhiên tôi vô đây cái sổ tôi một hơi à. Tôi không biết gì hết trơn. Tiếp bằng chứng rõ ràng. Bác dám gì? Nhân tình về nhà đó mà mộng mơ nè. Mời anh vô. Đây nè. Tại vì tôi nấu cơm, tôi đích thân tôi nấu.
là tôi muốn mời người này nè. Tôi muốn hai thằng đàn ông gặp nhau để nói chuyện nhau, để giải quyết ba cái vấn đề mà mâu thuẫn từ trước tới giờ. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Chờ một chút nha. Alo, chị vô nãy giờ rồi nè. Sao con nói gì ta là người đó chết vợ mà vô đây chút xíu thì bị đánh ghen nè. Hả? Lộn hả? Chị biết rồi. Lộn. Xin lỗi, lộn nhà. Cái này dân gian ta gọi là tiếng sét ái tình đó. Nè, thì con ghẻ đường sao thì gì đi như vậy đó. Đào, con thấy không, con ghẻ đây là đi thẳng ở đây đó, rồi gặp cái ngã quẹo đây, xong quẹo đây, quẹo đây, rồi cuối đường đi cuối đường nè, thì gì tới cái nhà cuối đường. Trời, cuối đường gì vậy? Lật qua đây hả? Cái đây cuối nữa hả? Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt tình nó dễ dàng chứ, tôi đi lộn xếp chút nữa bị đánh ghen rồi. Mà cái này có hạ tiện không? Thì tao banh nguyên thôi tờ giấy, tao vẽ đi. Tao vẽ cái gì nó quẹo đây ha. Tại con nghĩ sao con vẽ vậy, con nghĩ cái đường vòng á, con phải vẽ nó vòng qua vậy. Đi gì đi vậy, bởi vậy chị vô lộn của nhà ông Lễ rồi. Đúng rồi. Mà dì ơi, cậu Triều của con nói á, bên nhà chú Lễ mời cậu con qua ăn cơm. Nghe đâu là ăn cơm xong á, mọi người kéo nhau qua đây chúc mừng cậu cháu con đoàn viên. Nên đi chờ một chút nha. Đi đi. Cậu của cô Quyên á, quá vợ lâu rồi mà là nhà thơ. Không, lộn, nhà văn. Hợp với gì lắm luôn á. Nhà thơ, clip thì mong mơ. Nhà thơ với nhà văn mà kết hợp lại, trời ơi, một bầu trời nghệ thuật. Cũng biết hôn mấy chục năm rồi thì lo làm thơ mà chị quên lấy chồng luôn á. Bữa nay tự nhiên gặp người ấy, cái tự nhiên mình sáng tác ra một bài thơ liền á. Ôi vậy hả, gì đọc đi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Vậy cái đó của Nguyễn Du mà, đâu phải có gì đâu. Ừ thì ai cũng được, nhưng mà đi vào cái bối cảnh này thì nó hợp vậy thôi. Dạ. Hay quá à. Anh Triều à. Dạ. Hai anh em mình từng tuổi này rồi. Dạ. Tôi thấy cái chuyện mà mình muốn giữ vợ mình á, mình muốn giữ hạnh phúc gia đình, quan trọng là hai người phải yêu thương nhau và tin tưởng lẫn nhau. Quá đúng luôn. Rất là cảm ơn anh đã mời tôi dự bữa cơm thân mật của gia đình. Anh biết không, ở đây là toàn là những món mà tôi thích không á. Sở dĩ tôi giữ bí mật á là tôi sợ bà. Thôi à, nghe đừng có sợ tôi, đàn ông mà sợ vợ quá tôi cũng không thích đâu. Ông đừng nói với tôi á là trước đây á là tôi quá sợ ông, rồi bây giờ ông muốn bù lại ông sợ tôi đúng không? Tôi sợ mình cực. Nếu người vợ mình cực làm người chồng làm sao vui ha anh chị. Quá đúng. Ôi cha mẹ ơi, vậy là anh đã đọc cuốn Cẩm Nang Sợ Vợ của tôi viết rồi đó. Quán hô. Dạ, chúc mừng. Dạ thôi mời mọi người ăn cơm. Dạ. Không, ông thích ăn thịt hơn tàu hũ mà, đúng không? Còn cái này là anh Triều thích ăn tàu hũ. Còn đối với tôi á, đậu hũ hay thịt, cái nào tôi ăn cũng được. Miễn là vợ chồng hiểu nhau, tình bạn vẫn còn trân trọng với nhau là được rồi. Thôi, tôi ăn su sào. Cái này phải gọi là ăn kiên. Dạ, mời anh. Mời anh, mời chị. Dạ. Hôm nay á, con mời mọi người qua đây. Sẵn tiện là mọi người dùng bữa ở đây luôn cho nó vui vẻ. Dùng bữa gì? Thì cảm ơn dì Hạnh nè. Rồi cũng sẵn tiện là tạo điều kiện cho cậu của con là cậu Triều luôn biết điều, cùng với lại cô Mơ luôn làm thơ, có cơ hội làm quen với nhau luôn. Hay quá. Tôi khoái với cô này, khoái với cô này nè. Không có gì mà tuyệt tác mà hay bằng á, một nhà thơ đến với một nhà văn. Cặp này đúng là cặp quà quẻ, nó phải nói là cặp kim đồng ngọc nữ. Cặp này thành công là tôi chúc mừng, chúc thành công, chúc mừng. Tôi xin chúc mừng anh Triều và người ấy. Một mơ. Anh sẽ không nói nhiều. Anh rất biết điều. Hay quá. Và anh sẽ không bao giờ xìu. Hay quá. Anh sẽ dìu dắt em đi vào một thế giới mộng mơ mà ở đó chỉ có đôi ta mà thôi.
Nè, có phải thế giới mà trong cuốn Cẩm Nang sợ vợ đó phải không? Yes, madam. Dạ hả? Xúc động quá à. Con chưa bao giờ gặp một cái chuyện ý nghĩa và lớn lao như vậy trong cuộc đời của con luôn á. Con chúc cậu với gì luôn luôn hạnh phúc, đời đời hạnh phúc. Nè con. Dạ. Cậu thì phải là mợ, còn dì phải là dượng, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Cậu mợ. Mina. Dạ. Vậy trên cái thế giới bao la rộng lớn này thì chỗ nào dành cho cậu Vũ và cô? Dạ.